Trái ngược với xu hướng tăng leo thang phi mã của thịt lợn trong thời gian vừa qua, thì giá thịt gà đang có xu hướng giảm khiến mọi người đáng lo ngại. Cùng với các loại gà công nghiệp bị ế thừa, giá giảm mạnh thời gian vừa qua, thì người nuôi gà ta cũng đang cảm thấy rất lao đầu. Hiện giá bán một con gà thịt nặng 3 kg mới mua được 1 kg thịt lợn. Và nói thẳng ra thì hiện nay thịt lợn đang đắt gấp 3 lần thịt gà ta, và đây là một nghịch lý chưa từng xảy ra trong ngành chăn nuôi Việt Nam. Bởi vì từ trước đến nay, thịt gà, đặc biệt là thịt gà ta, bao giờ giá bán cũng đắt hơn thịt lợn từ 1,5 cho đến là 2 lần. Tuy nhiên bây giờ thì hoàn toàn trái ngược lại. Vâng, đúng là như vậy, và hiện giờ thì giá gà ta lại đang ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Và điều đáng nói ở đây đó là cho dù là bán rất rẻ nhưng mà tìm được người mua gà bây giờ thì cũng rất là khó khăn. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, thủ phủ nuôi gà lớn nhất của tỉnh Hải Dương. Đây, như các anh xem, con gà này là nuôi đã là 5 tháng rồi, trọng lượng nó rơi khoảng 3 cân và đang bán với giá thị trường ở đây là 6 năm và rất là khó bán. Con này bây giờ là rơi khoảng 165.000 nghìn, khoảng 3 cân. 165.000 đồng cho một con gà lai trọi nặng 3 kg. Tính ra thịt gà đang rẻ bằng 1/3 thịt lợn. Đây, gà này là của chúng tôi là 5 tháng rồi. Ông Thai cho biết đây là một nghịch lý chưa bao giờ xảy ra trong ngành chăn nuôi, bởi từ xưa đến nay gà ngon bao giờ cũng đắt hơn thịt lợn. Gà này từ chúng tôi phải bán từ 80 trở lên thì mới được lãi, chứ còn nếu mà dưới 80, 70 rồi, bây giờ 70, sau nhà 70 là chúng tôi lỗ. Vì chúng tôi nuôi 5 tháng rưỡi 6 tháng chứ không phải là gà nuôi 3 tháng mới lại 4 tháng. Đằng sau mỗi biển hiệu giao bán này là những trại gà có quy mô hàng ngàn con đang ngóng chờ thương lái đến hỏi mua. Thì càng để và càng lỗ. Bình quân như cái đàn này độc ăn ngô không, là mỗi ngày ăn hết khoảng độ trung bình một con ăn hết 1.000 tiền ngô. 1.000 con là một ngày mất 1 triệu. Cả cái hợp tác xã chúng tôi chăn nuôi này là hơn 100 hộ gia đình. Bây giờ phải tồn lại vào cỡ 6-70 vạn gà mà được đến ngày được bán rồi. Vì là gà tả châu Phi này là người ta không vào được lợn. Cái chuồng lợn người ta lại giờ vào gà, vào vịt. Thế là đâm ra là con gia cầm bây giờ là xuống. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở dĩ giá gà giảm là do nguồn cung tăng cao, nhiều người nuôi lợn đã chuyển sang nuôi gà để tránh tả châu Phi. Một là chúng ta đã có cái chủ trương ngay từ đầu năm tăng cái đàn gia cầm. Đến giờ phút này chúng ta đàn gia cầm đã tăng tới 12%. Đây là một khối lượng lớn, vì tổng cái đàn gia cầm chúng ta là hơn 1 triệu tấn sản lượng mà. Trong khi nguồn cung tăng cao thì việc tiêu thụ gà lại giảm rất mạnh, khiến các nhà hàng, quán ăn đóng cửa. Nhiều hộ chăn nuôi gà dự báo trong các tháng mùa hè sắp tới, giá gà sẽ còn giảm tiếp do trời nắng nóng, người tiêu dùng ăn ít các loại thịt. Mùa hè thì cũng không nói trước được, vì bệnh nếu mà nó phát triển nhiều thì nó lại càng ế, càng không bán được, mà nó đẩy lùi được bệnh đi thì bà con mới chăn nuôi mới được. Vào hè nóng này là vào hè thì lại gà lại càng ế. Không bán được đi vì là nóng, nên là không có hội hè, không có đám cưới đám xin thì cái mùa nóng. Học sinh nghỉ học, lại còn ù nứ gà nữa. Giá gà xuống thấp, thương lái kén chọn. Họ vào chuồng lựa tìm từng con gà đẹp mới bắt. Ngay lúc này, giá gà công nghiệp và gà tam hoàng, gà ri lai gần như không có người mua. Hoặc nếu có bán được thì giá cũng chỉ dao động từ 15.000 đồng đến 45.000 đồng 1 kg. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, gần 1.500 tấn thịt lợn nhập từ Nga đã cập cảng Cát Lái và hiện đang được phân phối tới các điểm bán lẻ, chợ và siêu thị. Ngoài ra thì đang còn 2.000 tấn thịt lợn nhập khẩu từ Nga cũng đang trên đường về Việt Nam. Chỉ ít ngày nữa thì sẽ đến tay người tiêu dùng. Nhà nhập khẩu cho biết là bà con sẽ dễ dàng có thể mua được thịt nhập khẩu đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với giá chỉ bằng một nửa, thậm chí là bằng 1/3 so với giá thịt trong nước đang bán lúc này. Vâng, tuy nhiên cũng cần phải nói thêm là hiện tại là do tình trạng thiếu hụt cũng như là thịt lợn bị làm giá, nên là giá thịt lợn tại các chợ và siêu thị vẫn dao động ở mức cao từ 150 cho đến là 230.000 đồng một ký tùy loại. Và một phần cũng là do hiện nay thì giá thịt lợn hơi vẫn còn ở mức rất cao. Tại khu vực miền Bắc thì giá lợn hơi có nơi dao động ở mức là 85.000 đồng một ký. Giá lợn hơi cao nhất nước hôm nay là Bắc Giang, Yên Bái và Lào Cai ở mức 85.000 đồng một kg. Thấp nhất là Tuyên Quang 81.000 đồng 1 kg, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình 83.000 đồng 1 kg, các tỉnh còn lại giá 82.000 đồng 1 kg. Các tỉnh miền Trung, giá lợn hơi cao nhất là Quảng Nam 85.000 đồng 1 kg,
thấp hơn là Bình Thuận ở mức 84.000 đồng 1 kg. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Bình Định giá 80.000 đồng 1 kg. Thấp nhất nước là Ninh Thuận, 70.000 đồng 1 kg. Giá lợn hơi hôm nay tại miền Nam dao động quanh mức từ 77 đến 80.000 đồng 1 kg. Khu vực Đông Nam Bộ, Đồng Nai 81.000 đồng 1 kg. Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh cùng có giá 80.000 đồng 1 kg. Khu vực Tây Nam Bộ thấp nhất là Long An 75.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp, An Giang từ 76 đến 77.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì tình hình tái đàn lợn đang rất khả quan. Trong quý 1 năm 2020 thì sản lượng thịt lợn sẽ đạt là 810 tấn và quý 2 là sẽ đạt 950 tấn, quý 3 đạt 1.016 tấn và quý 4 sẽ đạt 1.083 tấn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê thì nhu cầu thịt lợn trung bình trong năm 2018 trước khi mà có bệnh tả lợn châu Phi là khoảng 920.000 tấn mỗi tháng, chưa tính lượng thịt lợn xuất khẩu. Như vậy là cuối quý 2 và đầu quý 3 là nước ta có khả năng sẽ cân bằng được cung cầu thịt lợn. Thưa quý vị, như chúng tôi đã phản ánh, quyết định tạm ngưng xuất khẩu gạo của chính phủ đang thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Quyết định này do Bộ Công Thương đề xuất, nhưng sau đó chỉ một ngày, Bộ này lại thay đổi và đề xuất cho xuất khẩu lúa gạo trở lại. Hôm qua, thì Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan cần phải kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo để điều chỉnh việc xuất khẩu gạo. Ngay trong chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chủ trì một cuộc họp khẩn về nội dung này, ghi nhận thực tế của phóng viên VTC16. Thưa quý vị, phía sau lưng tôi đây là trụ sở phía Nam của Bộ Công Thương. Theo một thông báo hỏa tốc được phát đi vào ngày 25 tháng 3 thì 14 giờ chiều hôm nay tại đây sẽ diễn ra một cuộc họp thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo. Thành phần tham dự thì sẽ bao gồm có đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam và 20 thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo có kim ngạch lớn nhất. Nhiều cơ quan báo chí thì rất quan tâm đến cái diễn biến của cuộc họp này. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương thì đây là một cuộc họp kín nội bộ, báo chí không được mời tham dự để đưa tin. Trong những ngày qua thì xoay quanh các cái quyết định về hoạt động xuất khẩu gạo của ngành chức năng đã thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. Trong chiều qua thì Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu là tạm dừng ký mới hợp đồng xuất khẩu gạo, đồng thời là lập đoàn kiểm tra liên ngành để đánh giá về nguồn cung gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ. Đối với các hợp đồng gạo mà đã ký kết theo đúng quy định pháp luật thì sẽ được xử lý cụ thể sau khi đoàn kiểm tra liên ngành có báo cáo. Thủ tướng Chính phủ cũng lưu ý là Bộ Công Thương và các bộ ngành cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tham mưu vừa qua. Sở dĩ có chỉ đạo này là bởi trước đó tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh 19 tác động. Nhiều đề xuất từ Bộ trưởng Bộ Công Thương thì có một nội dung là đề xuất tạm dừng xuất khẩu gạo đến hết tháng 5. Sau khi xem xét thì Thủ tướng đã đồng ý và yêu cầu là Bộ Công Thương khẩn trương ban hành các thông tư hướng dẫn về việc tạm dừng xuất khẩu gạo. Sau đó đến ngày 24 tháng 3 thì Bộ Công Thương lại thay đổi quan điểm kiến nghị cho xuất khẩu gạo trở lại vì một số lý do đưa ra. Thưa quý vị, thêm một tin vui từ ngành chè. Tỉnh Tuyên Quang vừa có thêm 21 hectare chè tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang được tổ chức công nghệ NHO công nhận đạt chuẩn hữu cơ. Những diện tích được công nhận là của hợp tác xã Sơn Trà, xã Hồng Thái với sản lượng đạt 61 tấn một năm. Đây đều là giống chè San Tuyết đặc sản. Năm 2019, sản phẩm chè San Tuyết của hợp tác xã Sơn Trà vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm quà tặng Thủ tướng Malaysia. Như vậy, cùng với 3 hectare chè tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương được công nhận đạt chuẩn hữu cơ năm 2019, thì tổng số diện tích chè đạt chuẩn hữu cơ của tỉnh Tuyên Quang đã lên đến 24 hectare. Đây là cơ sở để chè xứ Tuyên nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người làm chè. Thưa quý vị và các bạn, dù đã giảm so với giữa tháng 3 vừa qua, song hiện nay tại tỉnh Bến Tre, độ mặn trong các kênh nội đồng vẫn còn ở mức cao, từ 4 đến 5 phần ngàn, thậm chí có nơi lên đến là 7 phần ngàn. Bên ngoài các con sông lớn, độ mặn duy trì ở mức trên 10 phần ngàn.
Và để có nước để sinh hoạt thì người dân nơi đây tiếp tục phải mua nước với giá vô cùng đắt đỏ. Còn đối với sản xuất nông nghiệp thì cũng không chỉ là người trồng trọt bị ảnh hưởng, mà rất nhiều những người dân chăn nuôi cũng đang lao đao bởi vì không có nước uống cho gia súc, ghi nhận của phóng viên VTC16. Cứ 4 ngày, ông Trần Văn Hiệp lại tốn 80.000 đồng tiền mua nước. Số nước này dùng để cho bò uống và sinh hoạt. Nếu mặn tiếp tục kéo dài, người dân buộc phải mua nước cho bò uống trong 3 tháng nữa. Như vậy, họ sẽ phải bỏ thêm khoảng 2 triệu đồng. Rạch vậy là không uống, nhiễm hết trơn luôn. Thì uống lại bò nữa, vì rạch nhiễm hết trơn luôn. Qua đức bằng là 3 cà lo quýnh hồ tôm rồi xì xuống lâm với mặn, với ruộng hết trơn. Với những hộ vùng sâu vùng xa, dù biết nước trong cây nội đồng đã nhiễm mặn trên 4,7 phần ngàn, thế nhưng đây lại là nguồn nước duy nhất để giúp đàn gia súc giải cơn khát. Với cái độ mặn này có thể là bò dê mình uống vô nó có thể cái đường tiêu hóa nó cũng không được tốt, cho nên là nếu mà cái nhà mình có nước mưa thì mình pha cho cái độ mặn nó giảm xuống bớt một chút xíu, mình cho bò dê uống sẽ tốt hơn. Không pha nước ngọt để uống mặn bình thường vậy nè. Dạ. Dạ, nó khác cũng không có gì. Tiết chế lại cái nguồn nước mặn không cho nó sử dụng nhiều. Dạ, để cho nó uống cái nguồn nước ngọt để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của vật nuôi của mình ha. Vậy chứ giờ xa quá thì gánh nhau đâu nổi. Trong dòng thì dễ, trong dòng nước ngọt á thì ta ấy dễ lắm. Còn đây giờ cái kênh này bơm vô á, bơm cho cháu uống cũng đã chứ sao giờ. Theo các nhà khoa học, bò về dê có thể chịu mặn dưới 7 phần ngàn. Tuy nhiên, nếu uống nước mặn liên tục trong thời gian dài, sẽ dẫn đến việc bị rối loạn tiêu hóa, đồng thời tạo cơ hội để các vi sinh vật có hại gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như tả, cúm, E. coli, tụ huyết trùng. Bên cạnh giải pháp về nguồn nước, chuyển đổi đàn vật nuôi cũng là một trong những biện pháp thích ứng lâu dài, mà trong đó việc lựa chọn các mô hình chăn nuôi công nghiệp được cho là lựa chọn tốt nhất, phù hợp với hạn mặn có thể sẽ còn tiếp diễn ở đồng bằng sông Cửu Long.